Đại Hồng Phát thành lập 2010, cung cấp giải pháp truyền động với đa dạng khớp nối trục. Về tầm nhìn và chiến lược, top 5 thương hiệu uy tín cung cấp thiết bị truyền động vào 2025 và top 1 2030, mang đến trải nghiệm sản phẩm dịch vụ tốt nhất và phát triển nguồn nhân lực. Đại Hồng Phát mang giá trị cốt lõi, chất lượng, con người, đảm bảo uy tín và tận tâm. Đại Hồng Phát cam kết cung cấp hàng chính hãng, chứng từ COCV rõ ràng, giao hàng toàn quốc 24/7, hỗ trợ gia công theo yêu cầu. Với hơn 15 năm kinh nghiệm, Đại Hồng Phát hợp tác và là nhà phân phối ủy quyền cho nhiều thương hiệu nổi tiếng toàn cầu. Về lịch sử hình thành và phát triển của Đại Hồng Phát, chúng tôi có các cột mốc quan trọng làm đại diện ủy quyền các thương hiệu nổi tiếng trên thế giới về truyền động trục như Rinfeder, KTR, Rathilov, Troy, v.v. Bên cạnh đó, năm 2022, Đại Hồng Phát đạt chứng nhận ISO 9001-2015 về hệ thống quản lý chất lượng. Đại Hồng Phát cung cấp các thiết bị truyền động cho các nhà máy, khớp nối trục, khớp khóa trục, cao su giảm chấn khớp nối v.v. Sản phẩm của chúng tôi bao gồm khớp nối trục linh hoạt, nổi bật với các thương hiệu Rinfeder, KTR, Rathilov, Troy, Martin, Grossmore, v.v. Dòng khớp nối servo nổi bật với các sản phẩm GVKE, Rotec GS, KBK và Rathi. Khớp nối encoder có các sản phẩm điển hình như GVKB, KBK và Lukuko. Khớp nối răng vỏ thép nổi bật với Rinfeder, KTR, BTI. Và khớp nối răng vỏ nhựa có Bowet, FLE, GF, ECT. Các thương hiệu cung cấp khớp nối các đan như Ita Yuti, Whitman và KTR. Khớp nối bu lông bao gồm Rinfeder TNF, BTI, Verlander. Khớp nối đĩa đàn hồi nổi bật với TND, Radet, Wekha. Khớp nối lưới lò xo có các sản phẩm phổ biến như BTI, Wekha và Rathi. Khớp nối bánh xe nổi bật với các thương hiệu Martin, Rathi, Trainer. Khớp nối bảo vệ quá tải nổi bật với Rinfeder TNT, KTR Syntec. Khớp nối xích nổi bật với vỏ nhôm, vỏ thép và vỏ nhựa. Khớp nối thủy lực nổi bật với các sản phẩm Henfeld, Wekha, Flender. Dòng khớp nối trục ứng dụng cho ngành điện gió có các thương hiệu KTR và Flender, xuất xứ từ Đức. Khớp nối tan cuốn cáp có Rinfeder TNF. Có nhiều loại phanh công nghiệp như Henfeld, KTR, Wekha, v.v. Khớp khóa trục có các loại điển hình như Rinfeder, KTR và ETV. Thiết bị bóp trục côn nổi bật với Rinfeder RFN và KTR Glampet. Lò xo ma sát Rinfeder nổi bật với Fission Spring, vỏ bọc lò xo và một số phụ tùng khác. Bù lì ống lót côn nổi bật với thương hiệu Grossmore và Fenner. Bộ chống quay ngược còn gọi là vòng bi một chiều, điển hình là Grossmore, Rinspan. Ngoài ra, Đại Hồng Phát còn là đại lý thương hiệu Tone Nhật Bản, cung cấp dụng cụ cầm tay và dụng cụ siết. Với phương châm bán hàng trao niềm tin, Đại Hồng Phát cam kết cung cấp hàng chính hãng, chất lượng cao, hỗ trợ tư vấn, chuyển đổi thông số miễn phí, hàng sẵn kho số lượng lớn, giao hàng nhanh toàn quốc 24/7, sản phẩm được bảo hành chính hãng, cung cấp chứng từ COCV đầy đủ. Đây là hình ảnh thực tế kho hàng Đại Hồng Phát, các sản phẩm khớp nối trục ứng dụng trong các lĩnh vực như nhà máy sản xuất xi măng, nhà máy sản xuất thép, hệ thống băng tải, khai thác mỏ, tự động hóa. Quý khách có nhu cầu mua khớp nối trục linh hoạt, khớp khóa trục, cao su giảm chấn khớp nối, vui lòng liên hệ hotline 0906 955 057 hoặc website daihongphat.asia để được tư vấn.